mình ăn thử nha cả nhà. Ngon béo. Bà ngoại, bà ngoại trộn. Bà ngoại không phải chị hả? 70 tuổi rồi. Này là con gái chị hả? Cái này là con gái. Con gái dễ thương quá vậy. Cho làm mai anh được kiều đi qua bển. Làm mai được làm mai đi. Dạ. Thấy cơ này. Xin chào bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và bây giờ chúng đang có mặt tại chợ Minh Lương, huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang. Và theo yêu cầu của rất là nhiều bà con Việt Kiều xa quê hương, rất là nhớ quê, cho nên muốn review những cái chợ ở miền Tây. Đặc biệt là mình được theo yêu cầu của một số bà con là nói là review chợ Minh Lương của huyện Châu Thành này. Nên hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một clip đi vòng quanh chợ Minh Lương để mà review cho bà con xem ở chợ này nó như thế nào, so với những thời kỳ trước thì nó giờ ra sao. Ủa bà, mình bán đồ hay sao bà? Hay là bà ngồi chơi? Hay là mình giữ xe hả? Tại giữ xe. Bà giữ xe hả? Wow, bà lớn tuổi rồi mà cũng còn giữ xe hả bà? Bà hôm nay nhiêu tuổi rồi? 85. Trời, 85 tuổi rồi. Dạ. Vâng, mình có thấy một bà cụ lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn ở đây giữ xe. Chắc là nếu mà những người Việt Kiều ở xa quê có thể nhìn thấy và có thể nhận ra được bà cụ này nếu ở đây. Mình sẽ đi bên vòng. Thì hiện tại mọi người cái chợ này sẽ đi một vòng cua bên trái và vòng qua bên kia ôm cua qua bên phải nha. Thì nó dạng hình như chữ U đó. Thông thường chợ hình chữ U. Thì phía bên phải mình là một cái nhà lồng. Nhà lồng. Và bên những đây là những cái xe trái cây của Việt Nam, rất Việt Nam của mình nè, rất tiện lợi nha. Trái cây rất là tươi ngon, rất là ngon nha. Đó. Cái xe mình là làm xe di động á cô, tức là mình sẽ chuyển lên chuyển xuống, mình đi di chuyển được hả? Di chuyển được. Thông thường mình tới buổi sáng mà tới mấy giờ? Đậu đây bán tới tối luôn. Vậy hả? Rồi lúc mà di chuyển đi là có ai chuyển cho cô không? Một mình đó hả? Trời ơi mọi người, một xe trái cây thế này nè mọi người. Đây nha, mình quay lại. Đây. Đây là xe đổ. Xe đổ luôn nè. Trời ơi, trời, cái xe bự nhưng mà một mình cô chuyển luôn nè nha mọi người. Hôm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 61 tuổi rồi mà vẫn vận chuyển một cái xe quá trời lớn này mọi người. Không. Ai mà tới chợ Minh Lương đó ủng hộ cô nha. Cô năm nay 61 tuổi rồi. Đây, cái xe này rất rất Việt Nam nha mọi người. Đây. Cô không có gia đình đâu mà cô bị để ruột ở ngoài nữa đó. Dạ. Để ruột ở ngoài đó, mổ để ruột ngoài. Ồ dạ. Bán nuôi ở Thành Ơn đó. À. Không có gia đình. Cô không có gia đình luôn hả? Ừ. Bán nuôi Thành Ơn đó. À là cô đang bệnh luôn hả? Ừ. Để ruột ngoài đó, hàng ngày để ruột ngoài đó. Trời, để ruột ngoài luôn. Ừ. Wow. À mọi người ơi, sẵn nhân tiện đây nếu mà có bà con nào có được quan tâm thì tới thăm hỏi cô mà có được cái sự giúp đỡ cho cô thì mọi người tới liên hệ nha, ngay đầu chợ Minh Lương bên đem cái trái của chợ. Xin lỗi cô tên gì cô hả? Cô Sáu hả? Cô Sáu. Thông thường hay gọi cô Sáu, cô chỉ sống một mình thôi và bây giờ cô đang bị bệnh đó bạn ơi. Tôi đi mổ đó, bên từ thiện người ta mổ cho đó. Bên từ thiện ở Gạch Giá đó người ta hỗ trợ mổ cho đó. Yeah. Rồi để ngủ ngoài là năm nay đó, bác sĩ nói sống có 2 năm mà sống được mười mấy năm rồi. Wow, cũng là một cái sông kỳ tích. Thôi cô cứ quán sống lạc quan cô nha, mình có lạc quan mà sống thôi là tự động sẽ mọi chuyện nó tới tốt với mình thôi. Không có gì. Cũng mong là nếu mà mạnh thường nào có biết được xem video này có thể là tới thì ghé có thể là hỗ trợ cho cô gì đó. Một phần ở đó để cô sống tốt trong thời gian còn lại của mình. Rồi cảm ơn cô nha. Bây giờ Trưng sẽ tiếp theo đi vô phía trong nữa cho mọi người. Bên trong bên trái này đây là cửa hàng bán tỏi. Đó, chanh. Đó. Đây là những cái xe vận chuyển. Đây mình sẽ đi vô trong thêm nha mọi người ha. Đó. Bên trong phía trong nữa. Mọi người mình có nhìn thấy một tạp hóa thông thì theo yêu cầu có một vị kiều nó đích danh luôn tới review của tiệm tạp hóa thông này. Mình sẽ cố gắng mình tới mình vô bên trong nha, tại vì đường mình ít khi mà quay vô trong lắm. Theo yêu cầu của một vị kiều tên là gì? Philip gì đó yêu cầu tới đây quay. Đây là tạp hóa đây mọi người, một tiệm tạp hóa.
nha. Cô ơi, xin phép cô vô quay tí được không cô? Không có gì đâu mà quay. Dạ. Tại vì giờ nè có một Việt Kiều không biết sao lại là nói con tới review cái tiệm tạp hóa cô. À. Để giờ cho giống như nhìn thấy cái tiệm tạp hóa mình để nhớ lại. Có vẻ đi lâu rồi á. À, nó đích danh là tiệm tạp hóa Thông luôn. Ở giờ Minh Lương thành ra sẵn hôm nay về tới ghế. Tới ghế cô không biết tiệm mình đã bán lâu chưa cô hả? Bán lâu rồi. Cũng lâu hả? Bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi. Wow. Hèn chi cái người Việt Kiều đó là nhớ kêu qua là quay một xuân vòng qua cái tiệm tạp hóa của mình. Cô tên gì ạ? Thông. Cô Thông luôn hả? Tên Thông hả? À, cái anh gì đó ở Việt Kiều nếu có thể nhìn thấy có thể là đây cô Thông nha. Mình sẽ qua quay cho anh coi rồi. À, rồi xin phép con đi luôn nha. Đây tạp hóa thì bây giờ hiện tại nó như thế này đây. Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ đi vô bên trong kia. Vô phía bên trong để xem một số cái khác nữa. Ở đây có nhiều cái thú vị của đúng là chợ của Việt Nam mình. Tại những cái tiệm tạp hóa của Việt Nam mình. Bên này có nhạc của mình phải đi nhanh nha mọi người, bởi vì là nó sợ bị bắn quyền đó. Phía này là những hoa, bán hoa, và phía bên này là bán... Ui. Ok, mình sẽ đi nhanh thêm một chút xíu. Ở phía trong phía sau nó là chợ hải sản, và sau cùng nữa là sẽ là có một cái bờ sông nha. Mình sẽ cố gắng đi một vòng hết luôn cái chợ này cho mọi người xem, và chân sẽ cố gắng đi nhanh hơn nha, để cho mọi người xem một vòng cái chợ của Minh Lương ở huyện Châu Thành là nó như thế nào. Đây. Thì hầu hết các chợ ở miền Tây cũng như là Việt Nam mình thì có bán những cái tạp hóa hai bên đường nè mọi người. Đây là các vật dụng nè, đủ vật dụng gia đình ở nhà. Đây, hiện nay bán chầu cao. Qua wow, một tiệm bán chầu cao. Có vẻ như bán chầu cao bây giờ ở Việt Nam mình thì không còn nhiều nữa. Tuy nhiên mình có phát hiện một cái tiệm bán chầu cao ở Việt Nam mình. À, chầu cao này bán sao rồi cô? À, đây ai bán, em bán hả? Dạ. Ôi cha. Người bạn còn trẻ bán luôn. Một cái vậy bao nhiêu? 15.000 hả? Dạ. Ồ dạ. Bữa nay những cái này còn bán nhiều không em, chầu cao nè? Nhiều quá. Bán nhiều hả? Ở trong chợ này là có bao nhiêu người bán như vậy? Không biết nữa, nhưng mà em ở đây là đặc nhất. Ồ dạ. Ở đây em bán bao lâu rồi? Lâu rồi. Ờ. Có phải là giống như là truyền, có người khác truyền lại cho em không, hay là em bán hồi giờ luôn? Mẹ chồng. Mẹ chồng truyền lại hả? Ai mình sẽ tới phỏng vấn một người lớn tuổi tí đang nhai chầu cao nhâm nhai hiếm. À, biết cô bữa nay còn nhai chầu cao không cô? Không có nhai, không có quen ăn. À, không quen ăn hả? Không biết chắc bà còn ăn chầu cao không? Bà ăn có rồi, ăn gì chứ? Ăn không à, biết mua ăn. À, biết mua ăn nhưng mà có ăn chầu cao đúng không? Ăn chầu cao mà à. Không có bán. Dạ, không có bán, có ăn. Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ thì trường hợp mà để ăn chầu cao hơi bị hiếm rồi, không như giống ngày xưa. Dạ. Không? Dạ. Bây giờ như cụ thôi thì mới còn ăn chầu cao. Thì sau này nó ít. Chứ bây giờ sao đó số là mua về cúng không em? Mua về cúng, có mấy người làm như có mấy bà hơi già già đó ăn. À. Chứ là đời đầu. À đúng rồi. Còn người già thôi ăn thôi. Ok, thì cái chỗ chầu cao thì vẫn là một trong những cái tục của người Việt Nam mình không thể bỏ qua được. À, tới bây giờ mặc dù là không ăn chầu cao nhưng mà chầu cao nó giống như là một cái câu chuyện, một cái huyền thoại của người Việt Nam mình. Muốn làm một cái gì đó hay cưới hỏi, ta hay nói lại đi, mang mâm chầu cao đến cưới hỏi. Bây giờ chúng sẽ đi sâu thêm một chút nữa để cho mọi người xem cái chợ Minh Lương, chợ Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nha mọi người. Đây. Đây đó. Trong này có khá là nhiều đồ.
Ủa cái này là gọi là gì chị? Bánh cốm hả? Thông thường cốm dẹp này là ăn sao chị? À dạ, trộn dừa non hả? Ờ à, là trộn với cái dừa này được không? Mình dạng như là giống như là mình lấy nước đó chị phải không? Mình kiểu như là mình lấy nước mình trộn với dừa. Dừa ra cái này nó béo hơn. Lạo ra rồi để đường vô ít rồi nước dừa thì vài muỗng cho nó ướt á. À. Rồi nó nở ra là dừa. À. Đây như mình bán là bán sao chị? Bán lon hả? Lon. Lon giờ là nhiêu? 20.000. À một lon 20.000. Trộn, biết cách pha trộn nữa. À. À. Cốm dẹp. Ok, cảm ơn chị nha. Rồi. Ủa này là gì? Này là trái hạnh. Trái hạnh hả? Ờ, trái hạnh nó bán sao? À ký 15.000. Ờ. Ok, cảm ơn chị nha. Ôi, mình sẽ đi sâu thêm một xíu nữa. Bây giờ tiếp tục mình sẽ lượn con đường đi đến. Cái tiệm này thì bán bóng đèn nè, đèn led, pin đó, hay là bán trái cây và có cốm. Có vẻ như chợ này mình thấy có bán khá là nhiều cốm đấy mọi người. À. Đây, trái cây. Đây. Ồ, trái cây là ngon. Rất là ngon. Mình quay lại chỗ này xíu nha. Quýt này bán sao chị? Chị là bán sao? Cái này 10.000 à. À, một ký có 10.000 mọi người. Nha, ở đây mặc dù là chợ của huyện nhưng mà bán giá cũng là bình dân nha. Một ký chỉ 10.000 thôi. Còn này là cốm nè. Có vẻ như ở đây cứ đây bán cốm nhiều nhà, thấy chợ Minh Lương có nhiều người bán cốm á ha. Bữa nay rằm này ta cúng cốm. À rằm cúng cốm hả? Nay rằm là 15 nên người ta cúng cốm. Đây trái cây nè mọi người. Ok. Đây là những tiệm tạp hóa. Tên Cao Anh Trung. Cao Trung Vlog. Đây mình đi xuống đây là những vật dụng này, cái tóc này đó đủ cái hết. Đây là đồ làm đẹp, tạp hóa, bán kim đủ thứ luôn. À, bà con cô bác đang xem video của mình thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh của mình nha. Và đặc biệt là nếu bà con nào mà ở Việt Kiều hay là đang xa quê mà muốn mình review cái chợ nào đó mà có khả năng điều kiện chân đi được, chân sẽ đến để review cái chợ cho bà con xem. À, hoặc là bà con có những cái gì đó, đề tài, chủ đề nào hay cần có thể là nói với chân thì có liên hệ cho chân nha. Có thể nhắn tin trên cái kênh của mình nữa, mình sẽ liên hệ trở lại cho mọi người. Đây là phía bên trong nha, đây là khúc cuối của chợ. Và khúc cửa chợ này phía kia là cái sông. Và đây là mấy cái hàng thịt nè mọi người. Cái này có bán bún nè. Bún là đặc trưng rất là Việt Nam của mình nha. À, bún này là bán sao chị ha? 1 ký là bao nhiêu? À 1 ký có 10.000 thôi mọi người nha. Rất là rẻ. À, có bán còn phở. Wow. Nha, rất là rẻ. Cái bán bánh hỏi nè. Bánh hỏi là bán sao cô? 15.000. À 1 ký 15.000 ha mọi người. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô sâu hơn bên trong nữa nha. Đây là cửa hàng thịt nè. À. Đây mình sẽ đi vô. Đây là phía trong thì ở đây khi mà có mưa mọi người thì nước hơi bị động lại một chút nha. Nước nó không hơi ẩm một tí. Đây cá tươi xanh không trời, tươi xanh đó. Đó quá trời ngon, êm quá trời em luôn. Đây. Cá này là cá lóc gì, cá lóc không gì, cá lóc hả? Cá này bán sao chị?
Dạ. Còn cái này là sao? 1 ký 100 ngàn cái chặt. À. Bây giờ rất dăng vô màn hình luôn rồi. À. Ở trời làm sẵn luôn ha. À, cảm ơn chị. Đây à, thì trong nhà lồng này mỗi lần mưa thì mọi người nhìn thấy âm nước nó hơi nhiều. Ê, cái này cá kèo á chị. Cá kèo à, cá kèo nè. À, mấy cái kèo thì bỏ còn sống, nó sống dài dữ lắm. Cá kèo là bán sao chị? Dạ, kiếm 100 ngàn mọi người. Mua về cá kèo thông thường thì nấu canh chua không ta? Yeah, nó lẩu chua ăn hợp lý luôn. Thầy ba khía nè. À, ba khía. À, miền Tây có ba khía nha mọi người. Ba khía miền Tây, đặc trưng miền Tây. Ba khía là bán sao chị? 120. 1 ký 120 hả? Ờ, vậy coi mới được. Còn cái này sao? 100 ngàn. À, 100. Tức là làm sẵn thì 120. Còn cái này là sống mình mua về làm 100 ngàn. Rồi, cảm ơn chị. Tôm. Căng tôm. Tôm ký bán sao cô? 120. À, thấy không? Rất là gọi là dân dã, rất là quê, dưới quê. Là những con vịt nè. Dịch đã làm sẵn cho mình. Đợi xe qua em rồi. Tới hôm nay là cuối đường của bên chợ nha. Bây giờ mình sẽ quẹo bên phải. Quẹo phải là hướng đi ra cái chợ. Thì Trương quay sơ qua nhanh. Có một số sản phẩm nào đặc sắc thì Trương sẽ ghé lại và review cho mọi người để biết về như thế này. Ở đây mình thấy cái bán khá là nhiều về những trái hạnh nè mọi người. À. Không, rất nhiều trái hạnh nè. Hạnh này bán sao vậy em? Bao nhiêu ký? Hả? À, cô em, cô bé mắc cỡ, không có nói. Rồi. Chợ rau. Dịch. À, làm sẵn hả chị? Dịch làm sẵn. À, bán con là sao? Bán ký. Ký hả? Dạ. Ký là bao nhiêu? Ký 60. Dạ. Ký 60 ngàn hả? Ồ. 1 ký 60 ngàn mọi người nha. Dịch làm sẵn cái 60 ngàn thôi, rất là rẻ. Bán lâu chưa chị? Hả? Bán ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Đây, dịch nè. Đó. À, mọi người ăn với ra mua thôi là dễ, một con chừng mấy ký vậy? Dạ, con có 2,8-3 ký. 2,8-3 ký đi thì tầm có 180 ngàn. À. À, rất là rẻ nha mọi người, cái dịch nó to nha. Đây. Cá. Tươi ngon. Các bạn mình thấy một cái chỗ bán cốm nè. Cốm này là bán sao vậy em? 1 ký 60 ngàn hả? Ồ, này là cốm làm sẵn hả? Trộn với dừa. Còn cái này là? Cái này chưa có làm. Chưa có làm hả? Đang thử được không? Từng miếng nha. Được. Có đẹp mà. Nó lạc lạc lạc. Anh làm bên YouTube hả? Ừ đúng rồi. Anh quay cho bà con xem cái cốm Việt Nam. Làm cái đó bánh cà bắp đó. Cái bánh này là cốm dẹp. Bánh cà bắp hả? Là Việt Nam truyền thống là Campuchia. Là có cốm dẹp cua nước. Là của Campuchia hả? Của Việt Nam mình. Của Việt Nam. Campuchia thì nó ở tỉnh khác. À, nhưng mà cái xuất thân của cốm này là ở đâu á? Cái này là ở Sóc Trăng. Sóc Trăng. Cốm dẹp này là ở Sóc Trăng. Sóc Trăng người Khmer nhiều lắm à? Ừ, Khmer nhiều. À. Tỉnh này cũng Khmer nhiều lắm. Dạ. Chị là người Khmer hay là người ta? Khmer. Khmer.
nhìn thấy cô bé nó sắc sắc rất là khác từ việc mình. Khmer nhìn rất là sắc. Còn là đẹp đó chị, đẹp đó. Đẹp. Nhìn thấy là em phải quay trở lại, phải quay là hiểu rồi. Hai cốm đặc biệt. Cái này ở nhà mình làm. Nhà mình làm hả? Nhà mình làm. Đưa mình thử một tí nha mọi người. Thử đi. Có cái muỗng nhỏ không? Giúp thế được rồi. Để anh ăn thử miếng muỗng nhỏ thôi, chích miếng thôi. Để mình cảm nhận thôi nha. Đấy, được rồi. Đây, mình sẽ cảm nhận thử miếng cốm nha mọi người. Năm mấy có một lần, tháng 10 á, mấy có làm cốm Việt. Ta cúng chăn. Tháng 10 này. Tháng 10 này, cúng người Việt á là người Việt. Chưa tới đâu, người Miên là vô tháng 10. Nghe nó rằm, của rằm tháng 9 không ta? Rằm tháng 9 của người Việt. Dạ. Rằm tháng 10 thì của người Miên. Tháng 9 của người Việt, tháng 10 người Miên. Thì cái này là người ta mua để ta cúng chăn. Tối nay cúng chăn nè. Có dừa. Hàng chi như vậy là các chợ khác cũng bán nhiều này ha. Hôm nay em đi mới thấy. Không phải là ở đây không. Ngay rầm. Nha mọi người. Mình ăn thử nha, nữa nha. Ngon, béo. Bà ngoại trộn. Bà ngoại chứ không phải chị hả? 70 tuổi rồi. Này là con gái chị hả? Cái này là con gái. Con gái dễ thương quá vậy. Cái làm mai anh được kiều đi qua bển. Làm mai đi. Dạ. Tại cơ này có người nước ngoài có cũng nhiều lắm. Nó quan tâm tới họ biểu review chợ nè. Biểu chợ. Có vẻ như là họ ở gần đây nên họ kêu đi review cái chợ này. Biểu chợ. Dạ. Bé tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Em 22. 22 á, đủ tuổi rồi. Rất dễ thương nha mọi người. Mời xem video coi thử em này nói như thế nào, bình luận ở dưới giùm em nha. Xin Hảo. Hảo. Ok, cảm ơn nha. Cắt nước luôn. Đây mọi người, mình sẽ đi xuống bên này. Ở đây là cái shop shop mini. Shop này thông thường người ta gọi là shop cây dù. Bây giờ thông thường mình bán bên ngoài á. Bên ngoài thì thường những cái shop như này bán giá rất là rẻ bình dân. Chị mình hỏi giá xíu chị, cái đồ bộ đồ chị cầm là bán giá nhiêu chị? 35 ngàn bộ thôi mọi người. Là cái quần cái áo luôn, 33 bộ 100 ngàn chắc là rẻ bình dân. Thì những cái shop thông thường như vậy thì mọi người đi mua giá rẻ bình dân nên dễ. Nên tạo điều kiện cho rất là nhiều người để có thể mua đồ cho con cái để mặc. Cảm ơn chị nha. Đi xem thử nào. Một mình nuôi 3-4 đứa con luôn hả? Ba bốn đứa là là 7 đứa hả? 4 đứa à. Dữ vậy hả? Mọi người đang tập trung vào chị đó. Hai lần ba đứa. Tại sao mọi người? Không, chỉ gạo cá thôi giờ đó. Chị chồng bỏ hay là bỏ chồng? Thấy mọi người, người phụ nữ đảm đang nha, đảm đang, rất là đảm đang. Làm luôn rất Việt Nam của mình. Một ngày có thao cá trả thấy không, mọi người thấy tay chưa làm chưa đó, một kỹ xíu này thấy không đó. Cười dạ. Đăng cho mọi người xem. Tay nó là nó cầm đó mọi người, ông đi chị bán này, bán đây là cá chả không chị? Cá chả mình cạo.
gạo đó về xong rồi cái mình làm mình gia vị không? Không, này bé không có nhỏ hiện nay cả bát không à. Dạ. Tại nói với anh vậy là thể. Chị tên gì chị? Tên gì? Kiều. Kiều. Ủa Thí Kiều. Thí Kiều. Thí Kiều đó hả? Kiều đại gia đó. À. Kiều nữ chứ. Kiều nữ chứ mọi người, nhưng mà do thời thế thay đổi nên chị Kiều ra đây làm chả bán cá. Mọi người xem nhớ nhấn like ủng hộ chị Kiều nha. Chào Kiều nữ. À. Rồi, cảm ơn mọi người. Ở đây mấy chị rất là vui tính. À, ai cũng đi giỡn, có thể giỡn được thoải mái. À. Không, mình lại thấy cốm đâu rồi thấy không? Cốm nè. Ở đâu hôm nay là ngày rằm nữa, chỗ nào cũng bán cốm, rất là nhiều cốm. Cúng trăng hả? À, có tục lệ. Tục lệ của người miền Tây. Tục lệ người Khmer cúng trăng. Hay là cái hẻm mà vẹo trái, vẹo phải là mọi người. Thì ra gốc tới này. Đây, đây là ra tới cuối hẻm và sẽ vẹo trái, sẽ đi ra cái sẽ đi ra cái đầu phía bên kia đầu chợ. Còn cái chợ của Minh Lương là như thế mọi người. À, thì mọi người nếu mà muốn biết ở xa mà không có điều kiện tới đây được thì có thể là nhấn đăng ký kênh video Country Vlog để đón xem những cái chợ của mình nha. À, mình sẽ đi review những cái chợ tất cả các vùng miền đất nước, chung là tất cả các nơi được, nếu có thể được thì mình sẽ đi đó. Thì ra một xíu kia là hết luôn nha mọi người nha. Và bây giờ tới đây video cũng đã dài rồi, chân xin kết thúc video tại đây. À, mọi người hãy nha, hãy ủng hộ nha, ủng hộ kênh Country Vlog của mình. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người, chào tạm biệt mọi người.